Hiện nay DMG Gem có hai loại kim cương nhân tạo đẹp và cứng như là kim cương thiên nhiên 100%, đặc biệt hơn nữa sáng chiếu lấp lánh và có linh khí như là kim cương thiên nhiên. Kim cương nuôi gọi là kim cương lab diamond được giám định bởi IGI và GIA. Loại thứ hai là Moissanite de Arizona gồm có 198 giáp cắt. Xoàng Moissanite de Arizona Super Brilliant Fire Cut gồm có 198 giáp cắt, 1 carat nước DFL $500, 2 carat $1,000, 3 carat $1,500. Kim cương nhân tạo IGI nước DVS1 1 carat $1,600, kim cương thiên nhiên IGI $6,900, kim cương nhân tạo nước EVS1 1 carat 50 $2,100, kim cương thiên nhiên IGI $14,000, kim cương nhân tạo nước FVS1 2 carat $2,400, kim cương thiên nhiên IGI $28,000, kim cương nhân tạo IGI nước GVS1 2 carat 50 $2,500, kim cương thiên nhiên IGI $38,000. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website dmjgems.com. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hạng, đặc cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của Vietfi TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietfi TV, việc ngân hàng Triều Kim gia tăng lãi suất vẫn tiếp tục là thông tin được quan tâm và thảo luận nhiều nhất bởi các chính trị gia cũng như các cơ quan truyền thông tại Úc. Thống đốc ngân hàng Triều Kim RBA kêu gọi tăng lương bổng sau khi tuyên bố gia tăng lãi suất lần thứ 12 liên tiếp. Trong lĩnh vực gia cư, hàng trăm ngàn hộ gia đình có thể sẽ phải trả thêm $24,000 tiền nợ thế chấp sau khi lãi suất đã gia tăng. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ 6 ngày 9 tháng 6 2023 của Vietfi TV. Đầu tiên là tin liên quan đến việc gia tăng lãi suất của RBA. Thủ tướng Albanese vẫn lạc quan về tương lai nền kinh tế của nước Úc. Thủ tướng Albanese đã bày tỏ lạc quan về tương lai của nền kinh tế khi mà các chỉ số cảnh báo. Thủ tướng Albanese bày tỏ lạc quan về tương lai của nền kinh tế, ngay cả khi các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo về khả năng suy thoái đang gia tăng. Ông Albanese ngày hôm qua đã có bài phát biểu lần đầu tiên tại Sydney kể từ khi ngân hàng Triều Kim RBA gia tăng lãi suất tiền mặt lên mức 4.1% và để ngỏ khả năng là có thể tiếp tục gia tăng thêm vài lần nữa trong tương lai. Sau khi tuyên bố gia tăng lãi suất, thì thống đốc ngân hàng Triều Kim là tiến sĩ Philip Lowe cũng đã xác nhận là nền kinh tế vẫn hãy còn một ngõ hẹp để trở lại mức bình thường trong nỗ lực giảm hạ lạm phát mà không rơi vào tình trạng suy thoái. Tuy nhiên, một số kinh tế gia thì lại cho rằng ngõ hẹp mà ông Philip Lowe nêu ra đang ngày càng trở nên khó đi hơn khi mà lạm phát vẫn chưa giảm hạ và tăng trưởng GDP trong quý 1 chỉ ở mức 0.2%. Tuy nhiên, khác với dự phóng của các chuyên gia kinh tế, Thủ tướng Albanese vẫn bày tỏ sự lạc quan về tương lai của nước Úc. Ông Albanese cho rằng những khó khăn về lạm phát mà nước Úc đang gặp phải là khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù vậy, nước Úc vẫn còn có thể vượt qua được nhờ vào một cái ngõ hẹp mà Thống đốc Philip Lowe đã nêu lên. Mặc dù vậy, Thủ tướng Albanese cũng đã tránh bình luận trực tiếp về việc gia tăng lãi suất. Ngoài ra, thì Thủ tướng Albanese còn nói là chính phủ của ông sẽ tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng và huấn luyện kỹ năng cho người lao động. Cũng tin liên quan đến quyết định gia tăng lãi suất của RBA, rủi ro suy thoái giảm nhẹ bất chấp lo ngại từ việc lãi suất gia tăng. Bộ trưởng Tài chính bà Kay Gallagher đã hạ thấp lo ngại là nước Úc đang tiến tới suy thoái kinh tế sau khi ngân hàng Triều Kim RBA thông báo là sẽ còn có thêm vài đợt gia tăng lãi suất nữa trong tương lai sau khi RBA đã gia tăng 0.25% vào thứ ba vừa qua, nâng lãi suất tiền mặt lên mức
4.1%. Động thái này đã khiến kinh tế gia trưởng của ngân hàng Commonwealth, đó là ông Gareth Ash, người đã dự báo là ngân hàng trữ kim sẽ giữ nguyên lãi suất, cảnh báo về nguy cơ hạ cánh cứng đối với nền kinh tế đã tăng lên. Trong khi đó, phát biểu với đài ABC, Bộ trưởng Gallagher cho biết là chính phủ dự đoán 18 tháng tới sẽ khá là khó khăn, nhưng đã dập tắt những lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy ra. Cũng theo lời Bộ trưởng Gallagher, thì chính phủ đã dự báo nền kinh tế sẽ chậm lại trong ngân sách hồi tháng 10 năm ngoái, 2022, tức là ngân sách đầu tiên của chính phủ Albanese. Và Bộ trưởng Gallagher cũng nói rằng nền kinh tế của nước Úc vẫn hãy còn có nhiều cơ hội thoát khỏi sự bất ổn của sinh hoạt kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp cũng là một chỉ số quan trọng giúp nền kinh tế của nước Úc ổn định hơn. Thống đốc ngân hàng trữ kim RBA kêu gọi gia tăng lương bổng sau khi lãi suất gia tăng lần thứ 12 liên tiếp. Những người Úc hy vọng được tăng lương để giảm bớt tác động của chi phí sinh hoạt đắt đỏ đã được thống đốc ngân hàng trữ kim cảnh báo là hãy nên hạ thấp kỳ vọng của mình. Ông Philip Lowe cho biết, mặc dù việc những người được trả lương thấp nhất được tăng lương là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng việc chấp nhận lập luận rằng tất cả người lao động nên được tăng lương có thể sẽ tạo ra bối cảnh là lạm phát không thể giảm hạ. Và các bình luận của tiến sĩ Philip Lowe trong cuộc họp với công ty tài chính Stanley Morgan hồi thứ Tư được đưa ra chỉ một ngày sau quyết định của Ủy ban Công bằng, tức là Fair Work Commission, về việc gia tăng mức lương tối thiểu thêm 5.75% vào ngày 1 tháng 7 sắp đến. Bên cạnh đó, tiến sĩ Philip Lowe cũng lo ngại là việc tăng lương mạnh mẽ này cùng với tăng trưởng năng suất không thay đổi có nguy cơ khó đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu từ 2 đến 3% của ngân hàng trữ kim. Tiến sĩ Philip Lowe, người đã nhận được tổng cộng là 1 triệu đô la tiền lương và phúc lợi trong năm nay, cũng cho biết là mức tăng lương này đã được tính vào dự báo tiền lương của ngân hàng trữ kim. Kế đến là tin về tình trạng gia cư. Hàng trăm ngàn hộ gia đình có thể sẽ phải trả thêm 24.000 đô la tiền nợ thế chấp mỗi năm. Hàng trăm ngàn người Úc đang phải chuẩn bị rơi vào vách đá thế chấp vì có thể phải trả thêm đến 24.000 đô la mỗi năm cho những khoản nợ thế chấp của họ sau khi ngân hàng trữ kim RBA gia tăng lãi suất thêm 0.25% vào ngày thứ Ba vừa qua. Và đó là tình trạng của những ai có nợ cố định, tức là fixed rate, trong 3 năm qua. Tuy nhiên, thời gian cố định này sắp mãn hạn, và trong bối cảnh này thì hàng trăm ngàn gia đình có thể rơi vào tình cảnh nợ nần túng thiếu mà họ chưa từng đối diện trước đây. Thống kê từ công ty CoreLogic cho biết là trong vòng 6 tháng sắp tới sẽ có hơn 880.000 hộ gia đình sẽ phải chuyển từ khoản nợ vay cố định sang khoản vay thả nổi tương đương 35%, tức là từ fixed rate sang variable rate. Trong khi đó thì vào năm tới sẽ có thêm khoảng 450.000 khoản vay cố định nữa cũng sẽ hết hạn, tương đương 23%. Với mức lãi suất hiện tại thì một hộ gia đình có một khoản vay trung bình 1 triệu đô la sẽ phải trả thêm 2.000 đồng mỗi một tháng, tương đương 24.000 đô la một năm. Và theo bà Elisa Owen, giám đốc nghiên cứu của công ty CoreLogic, thì các khu vực gặp nhiều khó khăn nhất trong vấn đề trả nợ thế chấp là khu vực ngoại ô phía Tây ở Sydney và Melbourne. Và các số liệu mới nhất của CoreLogic cũng cho thấy là một người dân ở Sydney trung bình sẽ phải chi đến 52% thu nhập của họ để trả khoản nợ thế chấp với lãi suất gia tăng. Đây là sự gia tăng 8% so với mức trung bình 44% thu nhập trước đây. Và với sự gia tăng lãi suất lần thứ 12 này thì đã có 0.9% những người đang có nợ thế chấp đã không thể trả nợ ngân hàng trong 90 ngày. Chỉ số này là sự gia tăng từ mức 0.6% trước đây. Tuy nhiên, đây vẫn hãy còn ở mức thấp, theo nhận xét của công ty CoreLogic. Sau đây là tin từ Tổng nhà thống kê ABS. Dữ liệu cho thấy là tiết kiệm của các hộ gia đình ở mức thấp nhất trong 15 năm. Tổng nhà thống kê ABS vừa tiết lộ dữ liệu mới nhất cho thấy là số tiền tiết kiệm của các hộ gia đình đã giảm từ 4.4% trong quý 4 của năm 2022 xuống còn 3.7% trong quý 1 của năm nay 2023, tức là 3 tháng đầu năm. Và đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 6 2008. Sự sụt giảm được cho là do tiêu dùng của các hộ gia đình đã tăng lên, lấn át sự gia tăng nhẹ của thu nhập của các nhân viên chức.
Một cách cụ thể thì số liệu được công bố ngày thứ Tư vừa qua cho thấy là kể từ tháng 12, chi tiêu của các hộ gia đình chỉ tăng ở mức 0.2%. Riêng khoản chi tiêu thiết yếu thì đã tăng cao hơn, tức là 1.1%, trong khi chi tiêu tùy ý thì lại giảm xuống ở mức là 1%. Riêng tại Queensland, sự chi tiêu cũng đã gia tăng đối với hóa đơn điện năng ở mức 5.2%. Lý do là bởi vì mùa đông lạnh lẽo đã tấn công tiểu bang này, khiến cư dân phải sử dụng máy sưởi ấm nhiều hơn. Trong khi đó, thì mức tăng trưởng tiền thuê nhà và các dịch vụ sinh hoạt khác, cũng như bảo hiểm xã hội và các dịch vụ tài chánh, vẫn duy trì ở mức ổn định là 0.5%. Riêng về tiêu thụ thực phẩm cũng đã tăng 0.4% khi chuỗi cung ứng thực phẩm ổn định trở lại sau những gián đoạn của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tiền lương đã gia tăng 2.4%, đóng góp vào mức gia tăng 10.8% và việc so với một năm trước đó. Ngoài ra, dữ liệu của ABS cũng xác nhận là người Úc đang gặp khó khăn trước hàng loạt những đợt gia tăng lãi suất. Cụ thể là nền kinh tế GDP trong quý 1/2023 chỉ gia tăng 0.2%, giảm từ mức 0.6% của quý 4/2022. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế của nước Úc đang tăng trưởng ở mức 2.3% trên căn bản trọn năm. Ngoài ra, tổng sản phẩm quốc nội GDP cũng chỉ tăng ở mức 2.1%, và một lần nữa, chỉ số này thấp hơn mức dự đoán trước đó là 2.4%. Những chỉ số này càng cho thấy là nền kinh tế đã chậm lại trong 3 tháng đầu năm 2023. Thế nhưng Bộ trưởng Tài chánh là ông Jim Chalmers nói rằng kết quả kinh tế nói trên là không có gì đáng ngạc nhiên. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Canberra, ông Chalmers đã nói đây là những loại con số mà chính phủ đã dự đoán trong ngân sách của mình. Và khi được hỏi về ngân hàng trực kim gia tăng lãi suất, thì Bộ trưởng Jim Chalmers cho biết ông tôn trọng quyết định độc lập của ngân hàng trực kim. Chuyển sang sinh hoạt của các ngân hàng, CBA ngăn chặn các khoản thanh toán từ các sàn giao dịch tiền điện tử. Ngày hôm qua 8 tháng 6, ngân hàng lớn nhất Úc Châu là Commonwealth Bank vừa cho biết là sẽ ngăn chặn một số khoản thanh toán đến một vài tài sản giao dịch tiền điện tử nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo có thể xảy ra trên thị trường đầy rủi ro hiện nay. Một cách cụ thể thì CBA đã xác nhận rằng kể từ ngày hôm qua 8 tháng 6, một số khoản thanh toán nhất định cho các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ được giữ lại trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và trong thời gian sắp tới thì CBA sẽ sớm áp dụng hạn mức chuyển khoản 10.000 đô la hàng tháng đối với khách hàng gửi tiền đến các sàn giao dịch điện tử. Phát ngôn viên của Commonwealth đã từ chối nêu tên các sàn giao dịch điện tử có liên quan, cũng như không khẳng định là liệu các biện pháp nêu trên sẽ được áp dụng cho tất cả các sàn giao dịch điện tử hay không. Ông James Roberts, giám đốc phụ trách bộ phận chống gian lận của Commonwealth Bank cho biết là khách hàng thanh toán cho các sàn giao dịch bằng điện tử hiện đang đối mặt với nhiều nguy cơ bị lừa đảo. Tháng trước, thì ngân hàng Westpac là một trong số tứ trụ ngân hàng tại Úc cũng đã chặn một số khoản thanh toán bằng tiền điện tử để giảm tổn thất liên quan đến vấn nạn lừa đảo. Quyết định trên được đưa ra một vài tuần lễ sau khi sàn giao dịch điện tử BNK Australia thông báo dừng mọi giao dịch sử dụng đồng Úc Kim. Lý do là bởi vì nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Costco của họ đã cắt quyền truy cập hỗ trợ nền tảng này. Và trong tuần này, Thủy ban chứng khoán và sàn giao dịch SES ở Mỹ cũng đã đệ đơn kiện công ty BNK với cáo buộc là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này đã thổi phồng khối lượng giao dịch và đã chuyển tiền của khách hàng một cách bất hợp pháp cùng với một số vi phạm quy định về tài chánh khác. Cuối cùng là tin sinh hoạt chính trị. Chính phủ Úc sẽ cấm trưng bày và bán các biểu tượng của Đức Quốc xã. Nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ và hạn chế ảnh hưởng của bạo lực cực đoan của Đức Quốc xã, Canberra vừa loan báo là sẽ cấm trưng bày và bán tất cả những biểu tượng của Đức Quốc xã tại Úc Châu. Bộ trưởng Thư pháp ông Mark Ravers ngày hôm qua 8 tháng 6 đã ra thông báo cho biết là nước Úc sẽ cấm trưng bày ở nơi công cộng và cấm bán tất cả những biểu tượng liên quan đến Đức Quốc xã. Cũng theo lời Bộ trưởng Ravers, thì nước Úc không chấp nhận việc thu lợi nhuận từ việc trưng bày hay buôn bán những biểu tượng này hoặc sử dụng chúng để thúc đẩy sự hận thù và tư tưởng của Đức Quốc xã. Lệnh cấm áp dụng với tất cả những vật dụng có thể được in những biểu tượng của Đức Quốc xã,
chẳng hạn như những lá cờ, những băng tay, những áo thun hoặc là phù hiệu, và kể cả việc xuất bản trực tuyến các sản phẩm quảng bá về tư tưởng đất quốc xã cũng hoàn toàn bị cấm. Tuy vậy, trong một số trường hợp thì các biểu tượng của đất quốc xã vẫn hãy còn được sử dụng tại Úc, như là trong lĩnh vực tôn giáo, học thuật, giáo dục, nghệ thuật, văn học, báo chí và khoa học. Nhắc lại là hồi năm ngoái 2022, thì chính quyền New South Wales và Victoria cũng đã ra lệnh cấm trưng bày tại nơi công cộng tất cả các biểu tượng của đất quốc xã. Với kiểu chào của đất quốc xã thì chính quyền liên bang Albanese không cấm. Tuy nhiên, điều này sẽ do luật của từng tiểu bang quy định. Và tại Úc, Victoria đã cấm hoàn toàn kiểu chào này kể từ tháng 3 2023, sau khi một nhóm cực đoan đã có hành động này khi tham gia vào một cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội. Bộ trưởng Mark Rayford cho biết là việc ban hành lệnh cấm trưng bày và bán tất cả những biểu tượng của đất quốc xã cho thấy là chính quyền Úc đã gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng tới những người reo rắc sự hận thù cũng như bạo lực và chủ nghĩa bài Do Thái, là đây là những hành động không được hoan nghênh tại Úc Châu. Dự luật về vấn đề này cũng sẽ được chính phủ đệ trình quốc hội vào tuần tới. Hiện tại thì dự luật này đã nhận được sự ủng hộ của đảng tự do ở thế đối lập, nên rất có nhiều khả năng sẽ được quốc hội thông qua. Với bản tin vừa rồi thì Kim Hoàng cũng xin tạm kết phần tin tức của Đài truyền Việt Pay TV vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán giả vào lúc 3 giờ trong phần tin tức của Việt Pay TV.